Tầm giữa tháng 10 âm lịch, về thăm làng trồng quất ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ bắt gặp không khí khẩn trương, hối hả. Hầu hết các cây quất quả đều đã chĩu cành, dần trở nên căng mọng. Đây cũng là thời điểm nhà vườn gần như đã xác định được một vụ mùa thắng hay bại. Để có một chậu quất chín đúng thời điểm Tết Nguyên đán, ngay từ thời điểm này, người nông dân phải làm bạn mỗi ngày với cây để quan sát và đưa ra các công đoạn chăm sóc hợp lý. Giai đoạn này, cây quất cần phải được chăm sóc kỹ và phun ngừa các loại nấm, sâu bệnh cũng như dưỡng quả để đạt được tiêu chuẩn xuất vườn. Là sợ là chuẩn bị mưa lẻ, là sợ nấm, đó, nên là phun ngừa. Nên là để cho nó giữ cái đợt mưa đi. Dạ. Nói chung là cái cây phải có thuốc nấm hết. Dạ. Nên cái quật này nó thiệt nên là thời điểm này là thời điểm mà để phải sửa soạn cái thuốc quan trọng nhất là thuốc nấm. Trong mà cỏ vườn mình á, từ trên chốt nhỏ nó xuống đây á, dưới kia đốm nữa, còn hơi đốm nữa, làm cái tầm cả ngon. Dạ. Ngon. Mà bón là được tam chậu rồi, tam chậu về quế á. Cái trời bón này cũng có hành thoáng, gần thoáng tuổi rồi đó. Mặc dù còn những hơn 2 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, thế nhưng những ngày này, thương lái cũng đã bắt đầu rục dịch đến vườn, xem cây và xuống tiền đặt cọc. Nhiều hộ trồng quất cảnh đã bán được cả trăm chậu quất với giá cả khá tốt. Cái công đoạn này là mới đi công đoạn sắp tới, bên đây đến Tết là trái nó chín. Nó hay bệnh quạ nhiều, mình phun thuốc phòng cho nó. Dạ, nói chung công đoạn bên đây sắp lên là thuốc hơi bị nhiều. Dạ, vì trái nó chín là nó hay bệnh. Bệnh năm mua thì cũng em này cũng như năm nay thôi. Dạ, cũng không vượt mà cũng không xấu. Dạ, cứ dạ, nói chung cũng bình thường đó thôi. Mình theo cách của mình thì mình làm ấy đó thôi. Nói chung hiện tại thì em mới bán được 100 chậu. Thương lái thì tới cũng nhiều nhưng mà gió cỏ chưa hợp lý nên em mới bán được chừng đó. Thủ phủ quất cảnh Hội An chủ yếu tập trung ở xã Cẩm Hà và phường Thanh Hà. Năm nay, Hội An có khoảng 1.000 hộ trồng quất, ước trên 100.000 chậu quất cảnh các loại. Theo các chủ vườn, thời tiết khá thuận lợi nên cây quất phát triển ổn định. Người trồng quất cảnh Hội An đang hy vọng và mong chờ một vụ Tết bội thu.